đi cho quý vị. Mời quý vị nghe tiếp nhận định về God và Kitô giáo của 100 danh nhân trí thức Âu Mỹ do học giả do giáo sư Trần Trung Ngọc dịch nhé quý vị nhé. Victor Hugo một nhận định này: một địa ngục thông minh thì tốt hơn là một thiên đường ngu xuẩn. Rồi của một người ly đọc cũng đọc tên được: Chúa Kitô cầu nguyện: Chúa Cha, Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết là họ đang làm gì. Nếu cái tên Kitô không biết gì về siêu hình học này, tức là Giê-xu ấy, mà có chút kiến thức, xin lỗi chờ ly xíu để ly quay cái quạt. Ly đọc lại cái này nhé: Chúa Kitô cầu nguyện: Chúa Cha, Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết là họ đang làm gì. Nếu cái tên Kitô không biết gì về siêu hình học này mà có chút kiến thức nào về luật nhân quả thì lời cầu nguyện của hắn phải đọc ngược lại là: Con người hãy tha thứ cho Thượng Đế vì hắn không biết là hắn đã làm gì. Tất cả cuộc sống đều chứng tỏ cái sự kiện thê thảm này. Cho nên, vấn đề không phải là Thượng Đế có tha thứ cho tội lỗi của con người hay không, mà là con người có thể tha thứ cho sự độc ác của Thượng Đế hay không. À, quý vị ơi, để chờ ly xíu. Đây, nói đến độc ác đây. Ly đưa cái, Ly chỉ lấy ở trên kênh Việt Catholic thôi nha quý vị. Một cái kênh phát thanh chuyên phát thanh về những mọi chuyện của từ Vatican trong giáo hội á, tức là một cái kênh chuyên nói về đạo Công giáo đó, thì Ly đưa cái kênh nói về ông linh mục mà bị bắt vì cái tội chứa chấp hình ảnh khiêu dâm á, thì có một con chiên phương hô nha quý vị, vô nói nè: chắc mày đói lắm hả, tao thấy mày một ngày mày làm mấy clip, đói nói tao cho tiền nha, chứ mày lên như này nhiều người chửi mày, thằng cha con mẹ mày không biết dạy mày đó. Ok, ai chửi thì cứ chửi, mình tôn trọng sự thật ha quý vị ha. Rồi đi đọc tiếp, mời quý vị nghe những trí thức ở thế giới nói về God. Niềm tin và sự kính ngưỡng vào một quyền năng siêu nhiên được biết như là một đấng sáng tạo và cai quản vũ trụ. Trong những phần trích dẫn sau đây, danh từ tôn giáo trong một kép chỉ những tôn giáo độc thần như Kitô giáo, và danh từ thần tức là God thường để chỉ vị thần của người Do Thái trở thành thần của Kitô giáo, mà người Kitô giáo thường gọi là Thượng Đế hay Thiên Chúa. Những từ này không áp dụng cho Phật giáo, Lão giáo hay Khổng giáo. Mặt khác, chúng ta cũng nên biết God của Kitô giáo chính là God của Do Thái giáo trước khi Kitô giáo ra đời, và cũng là God của Hồi giáo sau khi Kitô giáo ra đời. Trước thường lịch, thi sĩ Hy Lạp viết nè: càng suy nghĩ về chủ đề Thiên Chúa, tôi càng thấy nó trở nên tối tăm. Triết gia Hy Lạp nữa này: không có Thiên Chúa nào làm ra thế giới, cũng chẳng có người nào làm ra. Thế giới từ xưa vẫn luôn luôn như vậy. Triết gia Hy Lạp nữa: con người tạo ra Thiên Chúa theo hình ảnh của chính con người, không chỉ theo hình dạng của con người mà còn theo lối sống của con người. Có nghĩa là giống như cái bà tín đồ dưới miền Tây nói, giáo dân uống rượu thì các cha uống rượu, giáo dân đi bê ôm các cha đi bê ôm, giáo dân chơi gái các cha chơi gái, giáo dân có cái gì các cha có cái đó. Một nhà hùng biện thì nói nè: chúng ta tin bất cứ cái gì chúng ta muốn tin. Triết gia Hy Lạp nói này: hoặc Thiên Chúa muốn hủy bỏ sự ác và không thể, hoặc Thiên Chúa có thể hủy bỏ nhưng không muốn. Nếu Thiên Chúa muốn nhưng không thể làm được, Thiên Chúa bất lực.
Nếu Thiên Chúa có thể nhưng không muốn, Thiên Chúa thật là xấu xa. Nếu Thiên Chúa không thể và cũng không muốn, Thiên Chúa vừa bất lực vừa xấu xa. Nhưng nếu, như họ thường nói, Thiên Chúa có thể hủy bỏ sự ác và Thiên Chúa thật sự muốn như vậy, tại sao trên cõi đời này lại có sự ác? Triết gia La Mã: mọi tôn giáo đều tuyệt vời đối với người dốt nát và có ích đối với chính trị gia và lố bịch đối với triết gia. Thi sĩ La Mã tiếp này: chính là sự sợ hãi trong thế giới đã tạo ra các thiên chúa. Còn ta không sợ hãi thì ta không có thiên chúa. Sử gia La Mã: Kitô giáo là một sự mê tín có tính truyền nhiễm. Câu này như bệnh dịch hạch. Kitô giáo là một sự mê tín có tính truyền nhiễm như bệnh dịch hạch. Văn sĩ Pháp này: không có gì được tin chắc bằng những điều mà chúng ta biết ít nhất. Những người có trình độ hiểu biết đơn giản, ít đầu óc tìm tòi và ít học vấn là những tín đồ Kitô giáo, là những tín đồ Kitô tốt. Nghe lại nhé. Những người có trình độ hiểu biết đơn giản, ít đầu óc tìm tòi và ít học vấn là những tín đồ Kitô tốt. Còn người nào mà có trình độ hiểu biết cao này, có đầu óc tìm tòi này và có học vấn cao thì không thể là tín đồ Kitô tốt được. Người tin thuyết Chúa Ba Ngôi tin rằng một trinh nữ chính là mẹ của một đứa con đã tạo ra bà ta. Người tin thuyết Ba Ngôi tin rằng một trinh nữ chính là mẹ của một đứa con đã tạo ra bà ta. Có nghĩa là Giê-xu vừa là chồng, vừa là cha, vừa là con của bà Maria. Theo Kinh Thánh nói, chứ không phải Ly nói nha. Ly chỉ nói lại lời Kinh Thánh thôi. Nhà hàng hải Bồ Đào Nha: giáo hội bảo rằng trái đất thì phẳng dẹt, nhưng tôi biết rằng nó hình cầu, vì tôi đã nhìn thấy bóng nó trên mặt trăng, và tôi tin vào một cái bóng hơn là tin vào giáo hội. Tư tưởng gia người Anh: thần học là vương quốc của sự tối tăm. Tôn giáo giống như viên thuốc mà người ta phải nuốt chừng cả viên. Viện sĩ Hàn Lâm Viện Pháp: không có vương quốc nào phải chịu đựng nhiều nội chiến như là vương quốc của Kitô giáo. Nếu các hình tam giác mà tạo ra một thiên chúa thì chúng sẽ làm cho ông ta có ba cảnh. Lịch sử có đầy những cuộc chiến tranh tôn giáo, nhưng chúng ta phải nhận xét cẩn thận. Không phải vì có nhiều tôn giáo mà có nhiều chiến tranh, mà vì tinh thần không khoan nhượng trong một tôn giáo, đó là công giáo. Nghĩ rằng mình có quyền thống trị, đó, nó luôn có quyền, nó luôn nghĩ, nó luôn cho nó cái quyền là thống trị mọi cái ấy khác. Cho nên mới bảo là cúng ông bà, là cúng tổ tiên, là cúng ma quỷ đó. Voltaire, văn hào và triết gia Pháp: Kitô giáo là tôn giáo lố bịch nhất, vô lý nhất và đẫm máu nhất, làm nhiễm độc thế giới. Trong 1700 năm, Kitô giáo không làm gì khác ngoài việc gây hại cho nhân loại. Những tín đồ Kitô là những người bất khoan dung nhất. Hãy nghiền nát cái đồ ô nhục Kitô giáo. Hãy nghiền nát cái đồ ô nhục Kitô giáo. Quý vị nghe cho rõ nhé. Vô thần là nói xấu. Vô thần là thói xấu của một số nhỏ những người thông minh. Quý vị nghe nhé. Vô thần là thói xấu của một số nhỏ những người thông minh. Thần Kitô luôn 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 ở phía những tiểu đoàn mạnh nhất. Tai họa giáng vào thế giới qua tội lỗi của Adam. Nếu cái tên ngu đần ấy không phạm tội, chúng ta đã có thể không bị làm khổ bởi bệnh đậu mùa, bệnh ghẻ, hoặc môn thần học, hoặc đức tin duy nhất có thể cứu rỗi chúng ta.
Lời của Thần Kitô là lời của các linh mục. Sự vinh quang của Thần Kitô là sự hãnh diện của các linh mục. Ý của Thần Kitô là ý của các linh mục. Xúc phạm Thiên Chúa là xúc phạm các linh mục. Tin vào Thiên Chúa là tin vào mọi điều linh mục nói. Triết gia Tô Cách Lan, tức là Scotland á. Những tín đồ Cato là một hệ phái tri thức. Trong mọi tôn giáo vô lý và vô nghĩa nhất là tôn giáo mà trong đó những người hiến thân cho Chúa ăn thịt Chúa mình sau khi đã tạo ra ông ấy. Khoa học gia Pháp, Kitô giáo dạy chúng ta phỏng theo một vị thần độc ác, ngấm ngầm ghen tuông và không thể nguôi trong những cơn phẫn nộ của ông ta. Kitô giáo dạy chúng ta phải giống như ông, giống Chúa, giống như ông đó. Mà ông đó là như thế nào? Độc ác này, ngấm ngầm ghen tuông và không thể nguôi trong những cơn phẫn nộ của ông ta. Sự cuồng tín chỉ cách sự man rợ có một bước. Quý vị nghe nha. Sự cuồng tín chỉ cách sự man rợ có một bước. Hãy xét cái hình ảnh mà người ta vẽ cho chúng ta về đấng tối cao. Người có đầu óc ngay thẳng nhất phải ước rằng hắn ta đừng có hiện hữu. Sử gia Anh, đối với cái nhìn triết lý, những thói xấu của giới giáo sĩ thì ít nguy hại hơn những đức tính của họ rất nhiều. Những tội nghiêm trọng nhất đã bị dẹp bỏ. Người đại diện của Chúa Kitô, tức Giáo hoàng John 23, chỉ bị kết tội là ăn cướp, sát nhân, hãm hiếp, giao hợp đồng giống và loạn luân. Triết gia Pháp, về những vấn đề tôn giáo, rất dễ lừa dối một người, nhưng rất khó mà giải hoặc hắn. Không có quốc gia nào hiếu chiến như là những quốc gia theo Kitô giáo. Thi sĩ người Anh, Chúa Kitô chỉ bị đóng đinh trên thập giá một lần và trong vài tiếng đồng hồ, hãy nghĩ tới hàng ngàn người bị hắn đóng đinh trên thập giá một cách thầm lặng từ khi đó. Quý vị nghe thấy đau đớn không? Chúa Kitô chỉ bị đóng đinh trên thập giá một lần và trong vài tiếng đồng hồ, hãy nghĩ tới hàng ngàn người bị hắn đóng đinh trên thập giá một cách thầm lặng từ khi đó. Tiểu thuyết gia người Anh, trong tất cả những tai họa mà nhân loại phải chịu đựng, sự độc đoán của giới giáo sĩ là tệ hại nhất. Vua nước Phổ này, mọi nhà thần học đều giống nhau. Mục đích của họ luôn luôn là đặt bảo quyền trên tâm thức con người. Do đó, họ khủng bố mọi người chúng ta đã dám táo bạo phanh phui sự thật. Học giả Hòa Lan, người nào đọc lịch sử giới giáo sĩ, không đọc gì khác ngoài sự gian xảo và điên rồ của các giám mục và linh mục. Triết gia Pháp, một người tin rằng hắn ăn thịt Chúa của hắn, chúng ta không bảo là hắn điên. Một người nói rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô, chúng ta bảo rằng hắn điên. Triết gia Pháp, nếu sự không hiểu thiên nhiên đã sinh ra những thần, thì sự hiểu biết về thiên nhiên sẽ đi đến chỗ dẹp bỏ những thần này. Khoa học gia người Mỹ, cách nhìn mọi sự việc bằng đức tin là nhắm con mắt của lý trí. Triết gia người Đức, cái chết của tín lý là sự ra đời của đạo đức. Lý trí không bao giờ có thể chứng minh được sự. Lý trí không bao giờ có thể chứng minh sự hiện hữu của thần Kitô. Nếu người có lý trí đó, chỉ có người có đức tin thì mới chứng minh được thôi. Đạo Cato Roma, ông này là thi sĩ người Anh. Đạo Cato Roma có ít tính chất tôn giáo hơn là sự chuyên chế của giới linh mục, những người trang bị với những bổng lộc của quyền lực dân sự với chiêu bài tôn giáo đã chiếm lấy quyền của Chúa. Văn sĩ người Anh,
Trên khắp thế giới, các linh mục có thể nói láo và các tín đồ tin. Triết gia người Anh. Cuốn Tân Ước dạy chúng ta những gì? Tin rằng đấng toàn năng phạm tội lăng nhăng với một người đàn bà đã có chồng, và tin vào cái chuyện lăng nhăng này gọi là đức tin. Nguồn gốc của sự xấu xa nhất, của những sự độc ác khủng khiếp nhất và những sự khổ sở to lớn nhất giáng lên đầu nhân loại là ở trong cái gọi là mạc khải hay tôn giáo mạc khải. Tin vào một thiên chúa độc ác làm cho con người thành độc ác. Một thầy giáo giỏi có ít hơn 100 linh mục. Nhà cách mạng Mỹ nè. Giáo lý Chúa ba ngôi. Xin lỗi quý vị. Đưa cho mẹ cái này. Đang quay nó cứ đi đọc tiếp nha quý vị, nó bị rớt cái điện thoại. Giáo lý Chúa ba ngôi là vô căn cứ và có khuynh hướng đưa đến mê tín và thờ hình tượng. Trong những nơi ở thế giới mà sự hiểu biết và khoa học đã thắng thế thì không còn phép lạ nữa. Nhưng ở những nơi còn man rợ và ngu dốt thì phép lạ vẫn còn thịnh hành. Tổng thống Mỹ. Trong mọi quốc gia và trong mọi thời đại, linh mục đều đã thù nghịch đối với tự do. Thần Kitô là một nhân vật có những tính cực kỳ độc ác, bất khoan dung, đồng bóng và bất công. Đã tới 50-60 năm từ ngày tôi học cuốn Khải Huyền, và từ đó tôi coi nó chỉ là những lời điên dại mê sảng của một kẻ cuồng điên. Cũng Tổng thống Mỹ nữa, Madison gì đó. Trong gần 15 thế kỷ, cơ sở hợp pháp của Kitô giáo đã được phán xét. Hoa trái của Kitô giáo là gì? Ở khắp nơi, không nhiều thì ít, sự lười biếng và hãnh diện của giới giáo sĩ, sự ngu tối và quỷ lụy của giới tín đồ, sự mê tín, cố chấp và bạo hành trong cả hai giới. Hoàng đế Pháp, Napoleon. Hiệp hội Giê-xu là hội nguy hiểm nhất và đã gây nên nhiều tổn hại hơn tất cả những tôn giáo khác, những hội tôn giáo khác. Kiến thức và lịch sử là những kẻ thù của tôn giáo. Ở mọi nơi và mọi thời, linh mục đã đưa vào sự gian dối và sai lầm. Triết gia người Đức, bạn có thể ghi nhận là đức tin và kiến thức thì liên hệ với nhau như là hai cán cân. Khi cán cân bên này lên thì cán cân kia xuống, có nghĩa là nếu có kiến thức á, thì không có đức tin. Những hoa trái của Kitô giáo là chiến tranh tôn giáo, những cuộc tàn sát, những cuộc chiến tranh thập giá, những tòa án xử dị giáo, sự tiêu diệt các thổ dân Mỹ và đưa những nô lệ phi châu vào thay thế. Kitô giáo là tôn giáo lên thiên đường bằng cách cầu xin vì nó quá phiền toái để tự mình đạt được. Linh mục là những kẻ buôn bán thiên đường. Mọi tín lý, bất kể là vô lý tới đâu, khi cấy vào con người từ nhỏ chắc chắn là ở trong đó suốt đời. Kitô giáo thật sự cũng phạm phải nhiều điều ác độc như Do Thái giáo, và còn hơn Do Thái giáo về mức tan hoang mà nó gây nên. 11 triệu người, đàn ông, đàn bà và trẻ con bị giết trong những chiến tranh, bị sát hại trong khi đang ngủ, thiêu sống trong những ngày hội hè công cộng,
đầu độc, tra tấn, ám sát và cướp bóc trong tinh thần của tôn giáo hòa bình, và cho sự vinh quang của vị nhân, của vị thần nhân từ nhất. Cái tên của thần Kitô đã làm hàng rào thánh bao quanh mọi tội ác. Kitô giáo chất đầy trái đất với quỷ, hỏa ngục, với con người và thiên đường với những nô lệ. Triết gia người Anh, giáo hội bất khoan dung nhất trong mọi giáo hội đó là giáo hội Cato Roma, bất khoan dung. Abraham Lincoln thì nói, tổng thống Mỹ đó, cả hai Cato và Tin Lành đều đọc cùng một cuốn thánh kinh, cầu nguyện cùng một Thiên Chúa, và người này viện đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa để chống người kia. Câu này hay chứ bộ. Khoa học gia người Anh, khoa học và Chúa Kitô chẳng có liên hệ gì với nhau. Tôi không tin đã có một sự mặc khải nào hết. Văn hào Anh, tôi tin rằng sự phổ biến đạo Cato là phương cách khủng khiếp nhất của sự thoái hóa chính trị và xã hội còn sót lại trên thế giới. Những nhà truyền giáo là những kẻ quấy rầy hạng nhất và làm cho mọi nơi mà họ tới trở thành tồi tệ hơn. Khoa học gia người Anh, tín điều về sự không thể sai lầm của Thánh Kinh cũng chẳng hiển nhiên hơn tín điều về không sự sai lầm của các giáo hoàng. Từ một nô lệ của chế độ giáo hoàng, người công giáo, người trí thức đã trở thành nông nô của Thánh Kinh. Hệ thống giáo sĩ là kẻ thù sống chết của khoa học, thuyết tiến hóa loại bỏ thuyết sáng tạo và mọi sự can thiệp của thần Kitô. Sao cảm giác như là Ly đọc lại sao ấy nhỉ? Nếu Kitô giáo chỉ ngu đần và phản khoa học, nếu thần của Kitô giáo chỉ dốt nát và có lòng tốt, nếu Kitô giáo hứa hẹn cho các tín đồ một sự hỷ lạc vĩnh hằng, và nếu các tín đồ thực hành hạnh tha thứ mà Kitô giáo răn dạy, thì tôi là người chẳng đụng gì đến tín ngưỡng của họ. Nhưng Kitô giáo còn có một mặt khác. Tôn giáo này không chỉ ngu đần mà còn lắt léo, không chỉ phản khoa học mà còn vô nhân tính. Thần của tôn giáo này không chỉ dốt nát mà còn ác độc. Tôn giáo này không chỉ hứa hẹn cho tín đồ một phần thưởng vĩnh hằng, mà còn khẳng định rằng hầu hết mọi người, tín đồ hay không tín đồ nhé, đều bị giam cầm trong những tòa hình ngục của thần, và sẽ bị vĩnh viễn đau đớn. Đó là sự man rợ của Kitô giáo. Văn hào Mỹ, đức tin là tin vào cái mà chúng ta biết nó không như vậy nha. Đức tin là phải tin vào cái mà chúng ta biết nó không như vậy. Không phải là những phần trong Thánh Kinh mà tôi không hiểu làm tôi bực mình, mà là những phần mà tôi hiểu, tức là càng hiểu càng bực mình. Văn hào Mỹ, khoa học đã đóng góp cho sự phát triển của nền văn minh Tây Phương trong 100 năm, nhiều hơn là sự đóng góp của Kitô giáo trong 1.800 năm. Nền văn minh của chúng ta không được xây dựng trên Kitô giáo, mà là trên lý trí và khoa học. Những người hoài nghi và những người không tin gốc của Kitô giáo không bao giờ có thể giết nhau như những tín đồ Kitô đã giết nhau. Giống như gọi Hồi giáo giết công giáo. Triết gia người Đức này, Thiên Chúa đã chết, có đâu để mà chết. Quý vị nói, chúng ta không nên đi đến nhà thờ nếu chúng ta muốn hít thở không khí trong lành. Điều nào đúng? Con người là một trong những sai lầm của God, hay God là một trong những sai lầm của con người? Khoa học gia Pháp, kính thiên văn đã quét hết vòm trời mà không thấy Thiên Chúa ở đâu. Nơi công cộng cũng như trong tư gia,
Tôi không biết một cuốn sách nào mà lại là nguồn gốc của cách xử sự hung ác và tàn bạo như là cuốn Thánh Kinh. Cho nên nó mới bị Secord Lên xếp vào xếp cái cuốn Thánh Kinh và giáo lý Công giáo vào cái tội là gây kích động hận thù. Chính kênh Việt Catholic nói lên chứ đâu. Văn Hào người Anh: Thiên Chúa chẳng làm gì cả. Một người có giáo dục lương thiện không thể nào còn tin vào Kitô giáo của lịch sử. Văn Hào Pháp: Trong khi tín đồ Cato và Tin Lành thiêu sống và giết lẫn nhau, nhưng họ lại có thể cộng tác để nô lệ hóa những người anh em da đen của họ. Học giả người Mỹ: Người mà luôn luôn lo lắng rằng linh hồn mình sẽ bị đầy đọa được. Người mà luôn luôn lo lắng rằng linh hồn mình sẽ bị đầy đọa thường là có một linh hồn vô dụng. Sự thật là cả hệ thống tín ngưỡng dựa trên chuyện sa ngã của con người đó đã dần biến mất đi trong đầu óc hiểu biết của con người đã được khai sáng. Văn Hào Pháp: Cho nên Ly có rất nhiều bạn là người Công giáo đã bỏ đạo và bây giờ họ rất là ghét. Bây giờ những người mà viết về Công giáo nhiều nhất trên Facebook là những người đã bỏ đạo đó quý vị. Gọi là đã tỉnh ngộ. Khi anh bảo tôi rằng Thiên Chúa của anh đã tạo ra anh theo hình ảnh của ông ấy, tôi trả lời rằng hắn ta phải thật là xấu xa. Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng, đó là người thầy giáo, và một kẻ làm tắt bó đuốc đó, đó là ông linh mục xứ. Văn Hào Pháp: Nền văn minh sẽ không đi đến tột đỉnh cho đến khi phiến đá cuối cùng từ cái nhà thờ cuối cùng rơi và đè lên ông linh mục cuối cùng. Phải chăng khoa học đã thoái lui? Không phải. Chính Cato giáo đã luôn luôn phải thoái lui trước khoa học và sẽ còn bị bắt buộc phải thoái lui. Văn Hào Nga: Kitô giáo là sự từ bỏ hoàn toàn lẽ thường và lý trí. Thần học là khoa học về sự nói láo của thần thánh. Triết gia người Đức: Bất cứ khi nào mà đạo đức được đặt căn bản trên thần học, quyền của con người tùy thuộc vào thần quyền, thì những sự vô đạo đức, bất công, ô nhục nhất có thể được biện minh và thiết lập. Sử gia người Ái Nhĩ Lan: Hầu hết Âu Châu trong nhiều thế kỷ đã bị ngập máu đổ do sự chủ mưu trực tiếp hoặc với sự hoàn toàn chấp thuận của những người có quyền trong giới giáo sĩ. Bất cứ khi nào mà giới giáo sĩ Cato hay Tin Lành đứng cạnh thế quyền dân sự thì kết quả là sự bạo hành. Nhà xã hội học người Đức: Kitô giáo là kẻ thù của tự do và văn minh. Kẻ thù của tự do và văn minh, nó buộc nhân loại trong xiềng xích. Nhà lãnh đạo người Ý: Ông này đã tiến quân và thu hẹp lãnh thổ của Cato này. Chỉ còn lại Vatican ngày nay, Vatican là con dao găm đâm vào tim nước Ý. Linh mục là hiện thân của sự sai lầm. Giáo hội Cato là nàng hầu của sự chuyên chế và là kẻ thù trung kiên của tự do. Văn Hào Mỹ: Thiên đường, chỗ giải trí nghỉ dưỡng trong trí tưởng tượng của người Kitô. Thần Kitô, một tên đặt cho một nhân vật mà không ai biết là ai. Của triết lý và tôn giáo, thần học là một sự toan tính giải thích một chủ đề bởi những người không hiểu chủ đề đó. Nhà phân tâm học: Tôn giáo giống như là chứng bệnh suy nhược thần kinh của trẻ con. Giáo hội Cato là đối thủ của mọi tự do tư tưởng. Nhà viết kịch người Anh: Không phải là không tin thì nguy hiểm cho xã hội của chúng ta, mà chính là sự tin, tức là càng tin về Goethe là càng nguy hiểm.
Đối với tín đồ Cato, chỉ có hai quốc gia, thiên đường và hỏa ngục, chỉ có hai trạng thái của con người, cứu rỗi hay bị đại đọa, bị đọa đày. Triết gia người Mỹ. Đối với Shakespeare, về vấn đề tôn giáo, sự chọn lựa nằm ở hoặc Kitô giáo hoặc không tin gì, và ông ta đã chọn không tin gì. Kitô giáo đàn áp tôn giáo, tra tấn và thiêu sống con người như một con chó săn. Tôn giáo này đánh hơi và truy lùng kẻ lạc đạo. Tôn giáo này gây nên những cuộc chiến tranh và nuôi dưỡng thù hận và tham vọng. Tôn giáo này thánh hóa sự tận diệt và sự chuyên chế, tức là giết người nhưng mà cứ nói là làm rạng danh Chúa là thấy nhẹ nhàng. Cho nên họ giết người không ghê tay là vậy, họ mổ bụng moi gan không gớm tay là vậy. Quan điểm của tôi về tôn giáo Kitô giáo, quan điểm của tôi về Kitô giáo giống như quan điểm của Lucentius. Tôi coi nó như là một bệnh chứng xuất phát từ sự sợ hãi và là nguồn gốc của sự khổ sở không thể kể được của loài người. Nếu tôi nhớ không lầm, không có một lời nào trong các phúc âm ca tụng sự thông minh. Đàn áp tôn giáo được sử dụng trong thần học chứ không ở trong số học. Khoa học gia Do Thái. Tôi không thể quan niệm một thần Kitô thưởng phạt tạo vật của chính mình. Đức tin có thể định nghĩa ngắn gọn như là một niềm tin phi lý vào những gì không chắc chắn xảy ra. Thần học, một nỗ lực để giải thích cái không thể biết được bằng cách đặt chúng vào những lời không đáng để biết. Tổng giám mục này. Một chức sắc Kitô cao chức hơn chức của Chúa Kitô. Toán gia và triết gia người Mỹ. Tôi coi nền thần học Kitô giáo như là một trong những tai họa lớn nhất của nhân loại. Tại Jerusalem, cái bộ mặt giận dữ của thần Gia-vê ấp ủ những phiến đá nóng. Những phiến đá đã chứng kiến những cuộc thánh sát, cưỡng hiếp và cướp bóc nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Dân cư ở đây bị đầu độc bởi tôn giáo. Tại đất thánh Jerusalem, thi sĩ người Mỹ này. Nhiều cuốn sách đã được viết ra để chứng tỏ Kitô giáo đã làm suy yếu thế giới, rằng tôn giáo này đã gạt ra ngoài sự khai sáng và trí tuệ để nhường chỗ cho một giáo lý mê tín và ngu xuẩn. Tiểu thuyết gia người Ái Nhĩ Lan, thiên đường có thể để cho giáo dân, nhưng thế giới này chắc chắn là để cho các linh mục. Cái thứ xấu ác nhất trong thế giới ngày nay là giáo hội Cato Roma. Thống đốc bang California. Tôi không hiểu làm sao mà người nào đọc Thánh Kinh mà lại có thể tin rằng đó là lời của thần Kitô, hoặc tin đó không phải là chuyện man rợ của một dân tộc man rợ. Sử gia Mỹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuốn Thánh Kinh là khối cản trở trên con đường tiến bộ khoa học, trên con đường tiến bộ khoa học xã hội và ngay cả đạo đức. Nó được viện dẫn để chống Copernic. Khoa học gia người Mỹ. Đối với tôi, Thiên Chúa có lẽ là một sản phẩm tùy tiện của tâm trí con người. Tôi chắc chắn không tin vào những huyền thoại, vào thiên đường và hỏa ngục, vào Thiên Chúa và thiên thần, Sa Tăng và quỷ. Rất hiếm có một trang sách nào trong cuốn Thánh Kinh. Nghe cho kỹ câu này nha quý vị.
Cái ông này một tác giả người Mỹ có 43 cuốn sách đủ loại bán rất chạy ở trên thế giới. Rất hiếm có một trang sách nào trong cuốn Thánh Kinh mà trong đó một người có đầu óc cởi mở không nhận thấy một sự mâu thuẫn, một chuyện lịch sử bất khả hữu, một sai lầm hiển nhiên, một sự kiện lịch sử không thể nào xảy ra. Một người vô thần không ghét thần Kitô, hắn chỉ không thể tin được là một thần có thể hiện hữu. Cuốn Thánh Kinh đã được dùng để khuyến khích niềm tin vào sự mê tín thô thiển nhất và làm ngăn cản sự dạy những chân lý khoa học. Chỉ sau khi tôi đọc cuốn Thánh Kinh từ đầu đến cuối, tôi mới nhận ra rằng thần Kitô trong đó thật sự là một bạo chúa thích trả thù, ác như quỷ, còn ác hơn sự khát máu điên rồ, sự dã man, sự tàn phá của những con người như Hitler, Stalin, Pol Pot hoặc bất cứ kẻ sát nhân tập thể nào trong lịch sử cổ xưa hoặc hiện tại. Ác đến thế đó. Khoa học gia Mỹ, nếu các bạn muốn cứu con mình khỏi bệnh bại liệt, bạn có thể cầu Chúa hoặc mang nó đi chích ngừa. Hãy chọn khoa học, tức là hãy đi chích ngừa. Ngay cả nhà thờ bị cháy, nhà thờ bị đốt thì cũng kêu công an, kêu cảnh sát, chứ có kêu Chúa, còn Chúa làm được gì? Bác sĩ và là triết gia người Pháp, không có gì tiêu cực hơn là kết quả nghiên cứu phê bình về đời sống của Giê-xu. Giê-xu xuất hiện trước công chúng như là vị cứu tinh của dân tộc Do Thái. Thuyết giáo về vương quốc của Thiên Chúa thiết lập thiên đường trên trái đất và chết đi như là sự hiến dâng cuối cùng, không bao giờ hiện hữu, không từng bao giờ hiện hữu. Nhà vật lý người Mỹ, ông này từng đoạt giải Nobel. Thiên Chúa được phát minh ra để giải thích những điều khó hiểu. Thiên Chúa luôn luôn được phát minh ra để giải thích những điều chúng ta không hiểu. Nay khi sau cùng chúng ta khám phá ra rằng một cái gì đó vận hành như thế nào, chúng ta có những định luật mà chúng ta tước khỏi từ Thiên Chúa, chúng ta không còn cần đến ông ta nữa. Hơn bất cứ cuốn sách nào khác, cuốn Cựu Ước phải chịu trách nhiệm vì làm cho nhiều người trở thành vô thần, vô ngộ và không tin, muốn gọi họ thế nào cũng được. Tôi coi chủ nghĩa độc thần là tai họa to lớn nhất đã giáng xuống đầu nhân loại. Tôi không nhìn thấy cái gì tốt ở Do Thái giáo, Kitô giáo hay Hồi giáo. Có những người tốt, đúng vậy, nhưng tôn giáo nào mà đặt căn bản trên trên một thần duy nhất điên cuồng ác độc thì tôn giáo đó không có ích gì cho nhân loại. Như thí dụ đạo Khổng không phải là một tôn giáo mà là một hệ thống đạo đức và giáo dục. Là một sử gia, tôi thú nhận là cảm thấy khôi hài khi tôi nghe người ta ca tụng truyền thống Do Thái Kitô là nguồn gốc của quan niệm về nhân quyền. Thật ra thì những thời đại sùng đạo được nổi tiếng là không hề quan tâm đến nhân quyền. À, cái thời mà sùng đạo nhất á, thì không không quan tâm đến nhân quyền. Thống đốc bang gì của Mỹ này, tôn giáo có tổ chức. Kitô giáo, tức là Kitô giáo có tổ chức, là một sự giả mạo và là cái nạn cho những người đầu óc yếu kém cần đến số đông làm sức mạnh. Tôn giáo đó bảo tín đồ đi ra ngoài nhúng mũi vào chuyện của người khác. À, câu này hay đó. Văn sĩ, những người tiên phong và thừa sai truyền đạo thực sự đã là nguyên nhân gây rối loạn và chiến tranh hơn mọi lớp người khác của nhân loại. Nhà mưu sinh người Mỹ, bất cứ điều gì mà chúng ta thấy khó hiểu thì chúng ta viện đến Thiên Chúa. Điều này giữ cho chúng ta khỏi dùng đến đầu óc. Tin vào siêu nhiên là sự thất bại về óc tưởng tượng.
Bất cứ điều gì mà chúng ta thấy khó hiểu thì chúng ta viện đến Thiên Chúa. Điều này giữ cho chúng ta khỏi dùng đến đầu óc, tức là đầu óc chỉ để trang trí thôi, không dùng đến đầu óc. Ông hỏi tôi có tin vào Thiên Chúa không? Tôi không hiểu câu hỏi đó. Không thể nào là người lương thiện trí thức mà lại tin vào các Thiên Chúa. Và không thể nào là tin vào các Thiên Chúa mà là những khoa học gia chân chính. Sử gia Mỹ, phép lạ xảy ra cho những người tin vào chúng. Nếu không thì tại sao bà Maria Đồng Trinh lại không hiện ra trước các Lạt Ma, người Hồi giáo hay người Ấn Độ giáo, những người chưa từng biết đến bà ta? Thi sĩ người Anh, ngày nay có một tòa án cao hơn tòa án của Goethe, tòa án của người có học thức. Tức là Goethe không có quyền đày ai xuống hỏa ngục, cũng chẳng có khả năng đưa ai lên thiên đàng, mà chính là tri thức. Nếu Giê-xu bị giết trước đây 20 năm, các học sinh công giáo chắc sẽ đeo những ghế điện quanh cổ thay vì những cây thập giá. Câu này hay chứ. Nếu Giê-xu bị giết trước đây 20 năm, các học sinh công giáo chắc sẽ đeo những ghế điện quanh cổ thay vì những cây thập giá. Có nghĩa là Giê-xu mà chết cách đây 20 năm thì Giê-xu không bị đóng đinh, mà Giê-xu bị sử dụng ghế điện. Nếu cha tôi là một kẻ lạc đạo, tôi sẽ đích thân đi lượm củi để thiêu sống ông ta. Đây là một vị giáo hoàng đó quý vị. Trong những điều dạy của Kitô giáo, điều ghê tởm nhất là khái niệm về một đấng Kitô chịu tội cho chúng ta và hy sinh thân xác trong sự đau đớn cùng cực để cứu linh hồn chúng ta. Chúng ta có yêu cầu ông ta làm vậy không? Giáo sĩ người Anh, người nào mà chết như là một thánh tử đạo thì chứng tỏ rằng người đó không phải là một quân sổ lá ba que, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là hắn ta không phải là một tên xuẩn ngốc bị lừa phỉnh. Một số thánh nổi tiếng đã được phong thánh thì phải bị bắn bằng súng đại bác. Những tín đồ Kitô giáo giống như những nô lệ và binh sĩ, không được quyền chất vấn. Giáo hội công giáo là tổ chức duy nhất mà chúng ta biết là dùng tiền của một quỹ nhơ bẩn được tạo lên chỉ để dùng riêng để bồi thường cho những gia đình có con em bị xâm phạm tình dục. Vậy thì luôn luôn hãy nhớ rằng chúng ta không thể xét đoán một người qua cái cổ áo của người đó, tức là các linh mục thường mặc cái áo trùng thâm với cái cổ côn trắng đó, quý vị. Một phụ nữ Kitô tỉnh ngộ thì viết nè: nếu quan niệm về một người cha âm mưu để cho chính con mình bị xử tử và dạy cho trẻ con đó là một chuyện đẹp đẽ và là điều mà xã hội phải kính ngưỡng, thì tư cách đạo đức nào của con người có thể trình bày cho các em nhỏ là đáng khiển trách? Niềm hạnh phúc của những người được chọn ở trên thiên đường sẽ không được hoàn hảo trừ phi những người này có thể nhìn xuống địa ngục và thích thú trước những sự đau đớn cùng cực của anh em họ trong ngọn lửa vĩnh hằng. Thi sĩ người Đức, nếu mắt phải của ngươi xúc phạm ngươi, hãy móc nó ra. Nếu tay phải ngươi xúc phạm ngươi, hãy chặt nó đi. Đó là lời dạy của Giê-xu. Và nếu lý trí của ngươi xúc phạm ngươi, hãy trở thành một tín đồ công giáo. Câu này Ly chưa được hiểu lắm. Đôi khi con quỷ quyến rũ tôi để tin vào Thiên Chúa. Thi sĩ người Ba Lan gốc Do Thái, đôi khi con quỷ quyến rũ tôi để tin vào Thiên Chúa. Nhà ngữ học người Mỹ, có một thời mà mọi người ở Âu Châu đều tin vào Thiên Chúa và giáo hội công giáo.
Thời đại đó được gọi là thời đại tăm tối. Nếu những tôn giáo mặc khải ra những điều gì thì chúng thường là sai lầm. Nếu một số điều trong cuốn Thánh Kinh rõ ràng là sai lầm, vậy thì tại sao những điều còn lại lại phải được tự động chấp nhận? Kinh Thánh bảo chúng ta là hãy giống như Thiên Chúa, và rồi từ trang này đến trang khác mô tả Thiên Chúa như là một tên giết người hàng loạt. Đây có thể là cái chìa khóa quan trọng duy nhất cho thái độ chính trị của nền văn minh Tây Phương. Hết rồi thưa quý vị, để Ly đọc tiếp.